Rồi, hello anh em nha, mình còn một ít bình xăng ga dẹt siêu nạp dòng mẫu KSR nha anh em, dòng có lo kèn. Hiện nay là hàng 11 nha anh em. Bình này mình còn ít nha, đủ size 28-30 và 234. Mình bán thanh lý đồng giá nha, chỉ 600 một bình thôi, bao gồm luôn nha anh em, bình xăng, lo kèn để dành cho anh em đi gió sóng trực tiếp. Còn này là cái adapter để mình xài được cổ que, và đây là cái vai của xăng và hai ống xăng dư ha. Rồi bình thì full size, mình thanh lý đồng giá nha anh em. Đó, chắc bình siêu đẹp nha, dễ canh chỉnh nha. Bình xăng KSR dòng siêu nạp hộng 28, 30, 32, 34. Đó, mình thanh lý đồng giá hết nha anh em, chỉ có 600 một bình thôi nha anh em. Anh em chặn thì alo mình nha, mình còn ít không có nhiều.